Xin chào cả nhà. Hôm nay á là em và cùng con em á đi siêu thị mua đồ. Bây giờ em vô siêu thị á, em sẽ mua đồ Tết nha. Chuẩn bị mua đồ Tết, sắm đồ Tết để mà bữa 29 á mình đón giao thừa. Bây giờ em vô cổng chia sẻ cho cả nhà xem nha. Hôm nay đi chợ Tết nha. Chợ Tết ở đây á là trong siêu thị nó sẽ bán những cái món đồ này để mình nghỉ chiếc khăn nãy có đi xì hoan đó. Cái này ở trong này là đồ hộp không hả? Tôm cái gì cũng có hết. Nhưng mà đồ hộp trong này á, mình mua về á, nó đông lạnh. Chả nha, đủ loại chả luôn. Con em á, em đi mổ á, con em nói á, mua đồ chuẩn bị á, để mà không có em á, nó cũng phải tự nó nấu nó ăn nè, thấy không? Hai chị em á là chuẩn bị em đi trị bệnh mà nó không có lo em bệnh mà nó lo á, không có đồ ăn, giờ đi mua mì gói cũng như người ta chạy nạn vậy đấy. Hai anh em lựa đồ nãy giờ lựa bánh rồi lựa dầu ăn rồi lựa mì rồi còn kêu mua ba mà bọc gạo nữa, sợ hết gạo. Ở bên đây á, con nít nó khỏe lắm, không có lo. Như con nít như Việt Nam mình mà 17-18 tuổi là sẽ cơm nước đó, không có. Còn bên đây ha, ăn cơm toàn là shipper không. Tết thì đâu có shipper đâu, cũng có shipper nhưng mà họ ở tiệm người ta không có bán á, nên sợ Tết không ai bán đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn. Bên mình á, con nít á, mười bay lớn là người ta biết nấu cơm rồi, biết ấy rồi, còn chị không có gì hết, vô tư lắm. Ừ. Chơi cơm nè. Ở đây á, là có bánh in nha. Tết là phải cúng bánh in. Người ta nói bánh in ăn nó dẻo, như là nó dai cả năm á, người ta sẽ cúng bánh in. Nên bây giờ mua bánh in để tối đêm 29 cúng giao thừa. Ở bên này lại chơi cơm vô nè. Bà ba cho. Chơi cơ giao nã san sư cơ là cái phong tục bên đây á, người ta sẽ bắt cúng bàn thờ á, ông bà thì thường thường á là người ta cúng bánh bò. Cái này là bánh kêu bằng quê á, người ta để trên bàn thờ hai chén. Cái phong tục bên đây là người ta nói ăn cái này, cúng cái này cũng như là nó ngọt ngào cả năm á, thấy không? Quê á, người ta có dáng là mình thích mấy cái này lắm luôn. Cái này cúng xong mình có thể mình sắt ga rồi mình chiên với trứng, lăn với trứng với bột á, mình chiên rất là ngon luôn. Hồi đó bà và chồng khoái ăn lắm mấy cái này nè, ngon. Mình sẽ cho cả nhà xem mứt nha. Mứt ở Đài Loan đây, mứt đây. À, mình cái này là mứt bí. Ê cha nè, nè, mứt bí. Còn cũng có thèo lèo của mình luôn. Cái này là thèo lèo của mình. Tết là phải có cái này. Cái cơ, ý chồng nãy cây cơ. Mứt cái thèo lèo là nhất định phải có. Tại vì ở dưới bánh bánh in. Ây dù, chứ cơ ta xin sử dịch khỏi. Siêu thị á, nó trưng bày á, Tết rất là đẹp. Phái á, vô siêu thị mà Tết á, nó trưng bày rất là đẹp luôn. Cái gì cũng màu đỏ hết trơn. Cũng giống như người Trung Hoa, người ta ưa màu đỏ nha. Tết là người ta trưng cái gì cũng màu đỏ hết. Ồ, trái mặn của mình nè. Một hộp mặn như vậy á, tính tiền Việt mình á là gần 70.000. Gần 70.000 mà không biết nó ngọt không. Giáo sư mà mắc quá. À,
ở bên đây á, là cam là Tết á, người ta trồng, hỏi em đi vườn cam đó là như vậy nè, thấy không? Trái quýt mà người ta gọi là trái cam, cái này là trái quýt nha, quýt đường của mình. Rất là ngon luôn. À, người ta trồng á là hồi hởm là cỡ này người ta chuẩn bị, người ta đem cắt ra để người ta bán nè, trưng bày. Đây, trái quýt này là hởm, trái cam này á là lúc em lên núi là cái loại cam này. Có cuốn nè, đem về cái người ta trưng, trưng bàn thờ á. Ở bên đây người ta không có trưng dưa hấu mà người ta trưng trái cam. Trái cam này với trái khóm. Để em đi coi trái khóm. Trái khóm người ta có cột cái quai rất là đẹp luôn. Người ta trưng trái cam với cái khóm, chứ không có trưng dưa hấu. Với hồi nãy mấy cái lọ bánh mà em mua đó người ta để bàn thờ thôi. Đây, trái khóm này đây. À, Tết người ta để hai trái khóm hai bên bàn thờ, cũng như tượng trưng là hai trái dưa hấu. Người ta cột có cái quay cái nơ màu đỏ nữa, nhưng mà cái này nó không có cột, chứ mình về ở ngoài chợ bán bây giờ là ta cột hết, là gần Tết là mới cột, bây giờ người ta chưa có cột tại vì còn cũng mấy ngày nữa mới Tết đó. Như ở bên đây người ta cúng á, cúng bằng thờ, thường thường bên mình nó cúng mà cúng bằng ông tà ông địa thì cúng bằng chuối chuối sim, nhưng bên đây không có cúng chuối sim nha, người ta cúng chuối già, thấy không? Phong tục mỗi nơi mỗi khác nhau, bên đây người ta cúng chuối già, người ta không có cúng chuối sim. Bên mình thì cúng chuối sim, còn bên đây là chuối già, người ta ưa chuộng là chuối già, người ta trưng vậy đó. Cũng mặn cầu quá, mặn cầu lớn chứ bù. Trái bí này nó rất là ngon nha, mình sẽ mua một trái bí này về mình sẽ trưng. Bữa đó mình trưng, mình sẽ làm một cái clip trưng trái bí này cho cả nhà xem. Nó rất là ngon, ở trong đó nó đặc quẹo, hoặc ăn trái bí này ngon lắm. Nó nhỏ xíu à. Mình sẽ lấy một trái bí. À, ở bên mình á là Tết ấy, đi ra chợ rất là đông, còn ở bên đây á là người ta đi làm việc, người ta hay lại siêu thị người ta mua, người ta ít có đi chợ lắm. Nếu mà Tết á đi chợ mà đi ra, mình muốn gặp con gái đi chợ hiếm lắm, ở bên đây kiếm con gái đi chợ hiếm lắm. Chỉ có mấy ông già bà cả đi thôi, chứ còn con gái mà trẻ trẻ là không có đi chợ đâu, đi siêu thị không hả. Làm dâu bên đây 23 năm rồi, Tết năm nào cũng phải chuẩn bị đồ Tết, đồ cúng, rồi đồ ăn, đủ thứ ha. Tại vì ở nhà hồi đó có ông bà già chồng lo hết, nhưng ông bà già chồng mất rồi, bây giờ là có cái gì cũng trong ngoài mình anh em lo. Chồng em ổng không có lo, ổng không biết mua đồ, ổng chỉ cho tiền đi mua thôi chứ ổng không có đi mua, ổng làm biếng đi lắm. Đồ cúng nè, đồ mua bất cứ cái gì cũng vậy, ổng không biết mua gì hết, tặng lại em mua không. Ngày xưa bên chồng rất là đông, gia đình nó là mười mấy người, nhưng bây giờ chỉ còn có bốn thành nhân thôi, ít xịu à. Nên có hai vợ chồng với hai đứa con, ăn uống thì nó cũng không có nhiều gì mấy, nấu đơn giản. Ngày xưa là Tết là nhiều người người ta ý kiến lắm, mình phải đi đặt bàn, rồi phải mua. Nói chung là làm dâu nó cũng chăm bề á, nhiều khi mình nấu ra không vừa miệng cái người ta đòi đặt bàn, năm nào cũng phải là ở ngoài đặt đem về ăn thôi chứ không có nấu. Năm nay là mấy năm nay rồi ở nhà tự nấu, Tết là tự nấu ăn không, không có mua ở ngoài. Mình muốn mua mà cá mua thịt đó mình mua về xong mình để mình nấu. Bây giờ là mua đồ là chuẩn bị cho mấy cha con, là vài bữa em đi bệnh viện xong cái không có đi được, là chuẩn bị ăn, toàn là ăn mì không hè, không có em nấu cơm là ăn mì không như vậy nè, lửa toàn là lửa mì với lửa bánh thôi, cái nào mà ăn tiện. Con gái bên đây không biết nấu cơm, gái em không có nấu cơm, nấu cơm ăn dở lắm, mỗi khi đem đồ ăn ra nấu cơm là ba nói là đi ra ngoài mua đi, là không có nấu, là phái lắm, ăn shipper không. Tết này sợ không có ai shipper nên mua đồ dự trữ.
Bởi nhiều khi làm mẹ cũng khổ, nhiều khi bệnh hoạn mình sợ con mình nó không đủ ăn nè, rồi không ai lo nữa, nó lớn chứ cũng vẫn còn lo. Nói chứ bệnh chứ cũng phải lo đầy đủ xong rồi mới đi bệnh viện chứ cũng không có được nghỉ ngơi. Bởi ở bên đây sống á, nhầm chị em á, có con đông á, cực lắm. Kẹo bánh nè. Chị em lựa cho một xe mì không, sợ trung nghìn đó. Giờ thì đi ra tính tiền cái xe này nó cũng không có ít tiền. Bởi hai chị em mà lựa cho một xe đồ. Sợ là em có nấu cơm đói nên lựa mì thôi nè. Lựa mì với lựa bánh. Lớn năm nay 21 tuổi rồi mà không có lo như người ta. Ủa mẹ mình đau rồi mình lo cơm không có đâu, là chuẩn bị mì á. Khi nào mà em mà không nấu được thì nấu mì ăn cho nó đỡ đói. Bây giờ hai chị em lựa một hết một xe luôn. Khó tài. Cái chậu bông này nó đẹp quá trời đẹp, người ta chạy người ta chân cái chậu bông này nó rất là ok luôn. Đó, đẹp nè. Cái này là bông giả nhưng người ta chân rất là đẹp. Nghĩ là năm nay ăn Tết thì nó không được vui nữa. Tại vì ai cũng mặn đó là kinh tế khó khăn. Em nghĩ là công nhân thì lương nó cũng không có được như mấy năm trước. Chủ nghĩ là người ta thưởng chắc cũng ít hơn, tại vì công việc ít á. Đại Loan năm nay ít việc là 80% luôn á, nhiều lắm, nhiều công nhân nên mà Tết năm nay là không có việc làm nhiều lắm. Mình cũng chúc anh chị em á là ở Đài Loan á là một năm mới vui vẻ nha. Thì thôi cố gắng cho hết năm nay đi, năm tới mình sẽ ăn một cái Tết lớn và công việc luôn luôn được thành công. Ai ai cũng vậy, cả thế giới này ai cũng kinh tế khó khăn chứ không phải riêng biệt ở Đài Loan. Bây giờ thì suy nghĩ nhiều thì nhức đầu lắm. Em thì chỉ có chúc cả nhà một năm mới được nhiều may mắn và công việc luôn luôn được thành công. Giờ đó là em kết thúc cái video này. Bye bye cả nhà. Con em giờ nó chở đồ về kìa, nó chở mì gói không. Năm nay Tết hình như là cha con với ăn mì gói không hay sao. Đi siêu thị lựa toàn là mì gói. Mì gói dễ ăn, dễ nấu. Bởi mình lớn tuổi thì cũng khổ. Nhiều khi bệnh hoạn á, con á mình cũng lo không biết là nó có được có ai lo hay không. Rồi lo đầy đủ xong rồi mới được đi bệnh viện. Mua đồ đầu để sẵn. Lớn chứ cũng phải lo. Bởi nhiều khi nghĩ thấy thương cha mẹ mình hồi xưa. Hồi đó mình không biết thì mình cứ nói ồ sao mà ba nhăn má nhăn rồi cái gì cũng nói hết. Bây giờ mình mới biết được. Nó mà đi bệnh viện rồi hả, gì mua cá nè, mua gạo nè, mua rau nè, mua mì nè, mua đủ thứ để dành đó. Sợ con mình bị đói nên làm mẹ mới biết được cảm nhận của cha mẹ mình. Bây giờ nghĩ thương thì nó đã muộn rồi. Bởi ai còn ở gần cha mẹ thì có bị la hay là có bị gì cố gắng ai cũng vậy. Ngày xưa ba mình hay nhăn nhăn lắm. Nhưng bây giờ mình mới biết được làm cha mẹ như mẹ mình ngày xưa, mình nói thật nha. Nhớ lại bả là mình cứ nhớ lại là cứ thương bả lắm. Ở quê nhưng mà con ở làm ở Đồng Nai, mà từ ở quê đi xe lên Đồng Nai đi thăm. Cái mình ở bên đây nó sao mẹ đi thăm hoài vậy, ở xa xôi mẹ cứ đi thăm, ở tụi nó ở chợ nó biết mà. Nhưng cảm nhận như là ở nhà nhớ. Rồi con mình không biết như thế này thế kia. Con em lớn gì chứ đi làm cái gì cũng vậy, cũng phải lo bữa cơm, cũng nhớ cái chuyện con mình nó có được có ăn hay không. Chỉ có nhớ là con mình có ăn no hay không thôi. Làm người mẹ mới hiểu được nỗi khổ của cha mẹ mình. Bảy ngày xưa cha mẹ mình mà đi thăm mình, mình cố gắng mình vui vẻ và đón nhận và mua những món quà cho cha mẹ nha.
Ngày xưa má mình á, đi thăm mấy đứa em mình hay la lắm. Sao má đi thăm hoài vậy? Cũng như ở quê á, nhớ con vài tháng là còn cả đi lên á, để thăm con. Mà từ ở quê đi lên đó 6-7 tiếng mà ngồi xe vẫn ngồi được nha. Đi lên trên đó rồi cứ nó đi làm công ty hết, ở nhà cũng ăn mì gói vậy đó mà cũng vẫn vui. Bởi bây giờ mình mới cảm nhận được cái tâm trạng người mẹ làm mẹ nha. Con mình no mình mới được yên tâm được, nghĩ là như vậy. Chúc ai mà còn mẹ nên thương mẹ mình nhiều nha, nghĩ là như vậy. Bây giờ mình không còn cơ hội để mà báo hiếu cho mẹ mình nữa, nhớ lại rất là buồn luôn. Chúc ai còn mẹ Tết năm nay ăn Tết cùng mẹ vui vẻ. Bye bye cả nhà mình, bye bye nha.